Ồ, cô chưa ghi màn hình ư? Oh my goodness. Ủa, các bạn ơi, tại sao cô bị bật ra ngoài ư? Bảo sao tự động thấy mọi người không gì cả? Mẹ gì Hả? Cô vừa bị bật ra các bạn ạ. Here we go. Mình ở cao kính cho cô đau cổ rồi đây này. Hello. Uncle Pencil. Có sao thế nhỉ? Mình được gì? Mình được gì? Marker is number. Marker is number one or two. One or two. Đức Duy, Đức Duy, nghe thấy cô nói không? Marker. Marker. Đây rồi. Đức Duy chưa trả lời cô à? Thế thôi nhá. Here we go, next. Không để hết giờ đây. Chúng mình còn nhớ các bạn không? Let's say Julie. Danny. Emma. Mike. Okay. Marker here. Marker. Crayon here. Marker. Pencil here. Pen. Pens here. Okay. Thế bây giờ mình muốn hỏi là bạn có gì thế? Bạn Julie hỏi bạn Danny là bạn có gì thế? Bạn Danny trả lời là tớ có chiếc bút chì. Alright. Thế bây giờ mình hỏi Julie là bạn có gì thế? Julie sẽ trả lời là tớ có chiếc bút bi. Đúng không? Bạn có gì thế? Emma trả lời là tớ có chiếc bút màu. Mình hỏi Mike là Mike ơi, Mai có gì thế? Mai trả lời là tớ có chiếc bút đánh dấu. Alright. Nào chúng mình cùng hỏi Mai nhá. What do you have? What do you have? What? 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 Do? 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 You? Do? You have? What do 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 you have? Okay. Câu trả lời này. I have a pen. I have a pen. Good job. Thank you. I have a pen. Chúng mình hiểu chưa nhỉ? Bài tập của chúng mình nhá. Cô giáo hỏi là bạn có cái gì? Mình nhìn thấy không nhỉ? Bài tập này bài số 1. Pen. Pen. Marker.
marker. Crayon. 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 Pencil. Pencil. Pens. Pencil. Paper. Paper. Scissors. Blue. Rồi, chúng mình sẽ tự hỏi là what do you have? Trả lời là I have a pen. I have a marker. I have a crayon. I have a pencil. Okay, I have pen. I have paper. I have a pizza. Cảm ơn các bạn nhé. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. See you next time. Bye bye, Ami. Bye bye, Thanh Tùng. Bye bye, Anh. Bye bye, Đức Duy. Bye bye, Kiên. Bye bye.